Hai cô đi đây. Dạ, con xin phép cha và toàn đoàn, con là Anna Trần Thị Thụy, con đến từ giáo phận Vinh, Nghệ An. Hôm nay con đến đây con làm chứng cho con được ba ơn, đó là con gái con, chồng con và bố chồng của con ạ. Con gái con được tên gì? Thưa cha, con gái con năm ngoái được 8 tuổi, con bị bệnh u não, đi hai bệnh viện lớn họ bắt buộc đều can thiệp phải mổ, nhưng mà mổ tới 3 lần mới hết. Xong rồi bác sĩ bảo con là vợ chồng có mua đất không thì về bán đi để chạy chữa cho cháu. Thì trong lúc đó vợ chồng con rất là buồn, không biết như thế nào, nhưng mà trong 2 ngày thì có 3 đứa em gái của con đang sống ở Đà Nẵng gọi điện về là chị ơi, chị sắp xếp rồi đưa cháu đi vào, tụi em mua vé rồi, đặt vé rồi thì chị với cả mẹ về đưa cháu vào Trà Long. Thì xong được cả 3 hôm con làm nhanh chứng minh nhân dân, con đưa con và mẹ của con đưa cháu vào cha đặt đầu đặt tay cho cháu. Thì được từ đây về được 3 hôm thì từ cha về trên đường về cháu nói mẹ ơi con bên tai con không điếc nữa, mà đầu con không đau nữa, mà trong lúc con của con bị thì là kèo xuống một bên tai điếc không nghe gì cả. Xong rồi con nghe con gái con nói như vậy con rất là mừng, mừng lắm. Sau về được 3 ngày con, mà trong lúc đó con mang bầu được 6 tháng. Xong rồi con về con nghỉ được 3 ngày, xong con cầm cả cái phim chụp ở ngoài, chụp cắt lớp ở ngoài Trung ương Hà Nội và cả Bệnh viện Vinh thì vào cho bác sĩ kiểm tra lại, thì bác sĩ kiểm tra lại không hề có cái khối u đó. Thế là bác sĩ không hề tin, bác sĩ nói vô lý cả cái phim của Trung ương Hà Nội cả Bệnh viện Vinh, tại sao mà bây giờ bác chụp lại không có. Thế là con nói thì đấy, bây giờ bác kiểm tra rồi chứ. Xong rồi về được 1 tháng rưỡi, con đưa cháu vào tạ ơn. Hôm đó con gái con ước ao được làm chứng, nhưng mà nhà con vào bị buồn quá, không được lên làm chứng. Hôm nay con đã đi làm chứng, đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai? Ơn thứ hai là chồng con bị thoái hóa 3 đốt sống. Bác sĩ bảo là phải mổ để ghép lại vì chồng con tê chân không đi được, mà đi lề là chồng con phải ngồi. Xong rồi hai vợ chồng con khăn gói để vào bệnh viện 115 để mổ. Trước khi mổ thì bác sĩ bảo chụp cổng hưởng từ, chụp cổng hưởng từ, mà trước khi ra đi là con có nhắn tin cho cha, thì cha có nhắn lại cho con là cha cũng cầu nguyện. Thì trước khi vào bệnh viện nhà con chụp thì không có cái gì cả. Xong bác sĩ bảo là sao ở nhà chụp thì 3 đốt rất là nặng, bác sĩ bảo là phải mổ để ghép, nhưng mà đi vào cùng chụp cũng không có gì nữa cả. Xong vợ chồng con lại khăn gói ra về và tạ ơn Chúa. Bác sĩ cũng chả hiểu được đâu, thế gian làm sao hiểu được. Lời Chúa bảo là chỉ có trong thần khí mới hiểu được, còn thần trí của con người họ không thể hiểu được những gì mà Thiên Chúa làm đâu. Có bác sĩ, có trung ương, có tiến sĩ, có thạc sĩ cũng không hiểu được đâu. Ơn thứ ba? Ơn thứ ba là bố chồng của con vừa rồi bị thoát vị địa đệm rất là nặng. Bác sĩ bảo là cái ca phẫu thuật gọi là đại phẫu chứ không phải là phẫu thuật, mà bố con đến cái giai đoạn cuối cùng là bố con lết không đi được. Xong rồi bao nhiêu người anh em họ hàng hàng xóm bảo là bây giờ không đưa bố con đi mổ, tại vì là cái thoát vị địa đệm này mổ về là 50-50, một là đi được, hai là phải nằm liệt. Nhưng mà con kiên trì, con động viên bố, bố ạ, bây giờ thì bố cứ mổ đi, con cầu nguyện, con nhắn tin cho cha, cha nhắn lại rồi. Xong rồi bố con cũng an tâm, đến lúc mổ mà ca mổ của bố con hơn 6 tiếng mới thành công. Mà trong lúc bao nhiêu người mổ xuống thì họ rên la đau đớn, nhưng mà bố con tỉnh dậy không hề đau cái gì, không hề, bố nó không hề có cái vết gì gọi là đau. Mà bố con là đại phẫu nhất ở trong bệnh viện mà không hề có, bố con nó không biết đau là gì. Xong rồi về được, bác sĩ bảo là 3 tháng mới đi được, đi lại được. Nhưng mà bố con được có 1 tháng mấy ngày bố con tập đi, xong rồi bố con đi xe máy cho đến giờ, ai cũng phải thán phục. Hallelujah! Trên dưới cao cái quạt lên để mà thấy được những cái điều kỳ diệu Chúa đang làm ngày hôm nay mà thần trí con người không hiểu được. Chỉ có người ở trong thần khí của Thiên Chúa mới hiểu được những việc Thiên Chúa làm. Còn ma quỷ nó bảo ông với tôi có can gì đâu.
chúng ta dễ bị ma quỷ nó cám dỗ là Chúa với tôi có can gì đâu, ông đừng có đến ông làm phiền tôi đang là bồ nhí ngon lành, ông đến ông bảo tôi phải bỏ bồ nhí mà về với bà vợ già, có chịu nổi không? Chịu nổi không? Ông với tôi có can gì đâu mà ông đến ông làm phiền chúng tôi, để tôi cứ bồ nhí được không? Tôi đang là phạm tội ngon lành, ăn trộm ăn cắp, con nơi học lấy nghề cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm, đang làm cái nghề này ngon. Ông đến ông bảo tôi là không được gian tham, phải sống trung thực. Ông đến ông làm khổ chúng tôi, ông và tôi có can gì đâu. Rất nhiều lần mình nói với Chúa rằng Chúa và con không có can gì đến nhau cả. Trong nhà thờ, trong nhà dòng, con cầu nguyện với Chúa, còn ra ngoài nhà thờ con làm gì? Kệ con, không có can gì đến Chúa cả. Con cãi nhau, kệ con, nào đập mạnh lên kệ con làm gì? Con cãi nhau, đập mạnh lên để tỉnh đương thôi, lại cứ vậy mà cứ. Con với Chúa không có can gì cả. Trong nhà thờ con đọc kinh, về nhà con chửi chồng con thì con ở đây con rước mình thánh Chúa, về nhà con đớp của người khác thì cũng cứ, đúng không? Đúng không? Ở đây con ca ngợi Chúa bao nhiêu thì về ra người ra ngoài chợ con chửi người ta to bấy nhiêu, con làm con chửi người ta thì cứ con. Rất nhiều lần chúng ta đã để cho ma quỷ nó xúi vào miệng lưỡi và tâm trí mình như vậy. Ta tặng cho con cái máy này để con về con đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Này một món quà cho bố con, cái món này là cho chồng con, cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, và cái trần chuỗi này là cho con gái của con nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Con con ma gian như cha, con thuộc giáo xứ Thịnh Nôi, giáo phận Thái Bình ạ.